Lỡ nhé, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Giữ lại con này. Nên mình cũng muốn giữ lại hai gia tê anh em ơi, để phòng ra sách thánh. Này đi. Cần bán này nhá. May cập nhật cờ anh em ơi. Cập nhật reset rank. Mình rất nhiều bạn khác đang trở lại rank kim cương rồi anh em. Mình sẽ bán hai cái tê đi này. Thương à? Thương chắc đánh hắc ám không? Tại những bài cơ bản anh em. Và chắc là mùa này thì mình sẽ leo lên thách đấu lại, xong rồi sẽ nghỉ cờ một thời gian, rồi chơi thử, stream thử vào đâu. Làm vít thử TFT xem sao nhá. Nên là mong mọi người ủng hộ. Và bây giờ thì là chuỗi thua, nên là mình sẽ gặp lại anh em sau chuỗi thua. Bye bye. A few moments later. Lôi anh em, bây giờ mình sau chuỗi thua rồi, mình đang có nói chung cũng chưa có gì lắm, mấy bài cơ bản thôi anh em. có một con Anette ở đây để đề phòng, mình cần chơi trợ thủ thì thôi mình chưa biết đánh gì đâu, mình có thương chắc là đánh hắc ám thôi, còn giáp bổ mệnh thì cũng chưa biết đánh gì, nên mình sẽ chờ một chút xem sao nhé. Form khá là chuẩn, 5 con Noman rồi này, lên 6 cho 6 Noman vào cũng được. Deck khá tốt đầu game, 1 con Noman này, dẫn săn quỷ về để phòng, lấy hết về đi. Cần bán ra sau thợ săn quỷ, các bạn thợ săn quỷ này vào nhé, cho thử vào cũng được, lấy kích thêm pháo thủ về cùng chiến, sát thủ với bỏ này, phát rôn này, mà hai bạn này bỏ nốt này, bạn này thì có thể cần giữ lại một tí, đánh tạm này nhé, cùng chiến, con mình khá là khỏe, khả năng chưa biết ngắt được chuỗi không? Ngắt chuỗi cũng được. Thực ra trận mùa này không, mùa này thì là mùa khác rồi, nhưng mà mùa trước thì mình thấy để chuỗi lâu cũng không tốt anh em. Nhưng mà này cũng khỏe, em chưa biết được. Floor xiên luôn này. Ngon. Này nick đối đầu Van Heel. Van Heel mình có pháo thủ. Khó. Không sao, thắng một tí cũng được. Thắng một tí, bạn này 81, chắc là trừ đi một tí thì mình vẫn bét bảng được à không? Bạn này 71 nữa rồi. Thế thôi, lấy đồ hạng A vậy. Nhưng mà đồ hạng A chắc mong ra cái gì ngon ngon cũng được. Vẫn hạng S. À, đủ hạng S à? Phải đến cái giáp bay A thôi. Xong rồi thì nữa mình sẽ đánh cho con voi và con thên gì đó. Hai đồ này cho con thên. Rồi vodka. Hai phát này. Có nguyên tố lấy về một tí này, có rồng luôn này. Ra rồng khá sớm này. Aneta, Vio, Hayate bỏ này. Này bỏ được rồng này, nhưng mà rồng này lại chưa có gì chơi anh em ơi. Rồng này chưa có hắc ám. Chết phát nhá. Nhiều Noman. Trợ thủ cùng chiến Noman hắc ám. Mình thiếu một bạn Noman nữa để mình lên 6 Noman này. Quả này có chuối thua tiếp cũng được này. Mất cái chuỗi rồi. Qua rồi. Săn quỷ không mang cùng chiến. Bạn này floor hết, hai hết rồi. Giết thật. Săn quỷ. Hắc ám này. Có bạn hắc ám về đây này. Hai bạn hắc ám về đây này. Cần ma này. Tụi săn quỷ đi cũng hơi tiếc nhỉ. Hai hắc ám à, nhưng mà rồng không có đồ. Săn quỷ giữ tự săn quỷ lại một chút nhá. Chờ mà thêm một bạn nữa mình sẽ cho tự săn quỷ vào thay.
Human. Ta gồng khá sớm, có thương khá sớm. Ừ, không ai có thương này. Thế mình để dòng ra góc đi. Cho mình ăn choáng mãi không xiên được. Thưởng chết, quay lại xiên nó, đúng rồi. Xiên luôn chứ lại. Có một con voi này. 14 con voi à. Hên xui anh em ơi. Cân nhắc hên xui nó có. Có voi xịn mình chơi về công thủ này, no man này. Không ai có thương, được cái là không ai có thương anh em ơi. Thế mình sẽ để dòng cái góc này đi. Đôi đam sát. Floor 2, chắc trận này đi rồi. Floor 2 còn teo với là Chrissy này. Chồng chá khả quan này anh em ơi. Một màn, xiên. Một trận. Sân quỷ. Phòng thủ. Bẩn tướng. Bán thần. Sân quỷ này. Chắc mình cũng bỏ hai con này đi thôi anh em ơi. Chả dùng làm gì. Đến 6 Norman bây giờ cũng không cần thiết nữa. Lỗi tí. Bây giờ mình cần một cái ngọc đại này. Mình cần truy hồn, mình cần một cái gì đó. Quan trọng nhất là ngọc đại. Cần nhất là ngọc đại. Ra. Mình sẽ ném cho ai bây giờ? Ăn cái T2 lên được anh. Con floor nào không? Floor này. Cái thợ săn quỷ này thì chắc mình sẽ ném cho con. Để ăn T2 vào được, nhưng mà mình kích cái pháo thủ này mình không thích lắm. Để cái này kích thiên đấu sĩ này. Arduin này 3.100 máu à. Con này lại đi lên đây rồi. 3.300 máu à. Nhưng mà cái đấu sĩ này khả năng nó kích thêm một tí giáp ảo cho con này. Giáp ảo. Chưa đổi cho rồng nhỉ anh em nhỉ. T2, voi 12 con chắc trận này không đánh voi được nhỉ. Trợ thủ thì sao anh em? Bạn này đủ 4 trợ thủ rồi này. Form 4 trợ thủ, 2 bạn PC để cầm máu này. Bạn này cũng 2 trợ thủ, 2 bán thần. Căng thẳng hết nhỉ. Form thì không làm gì được luôn kìa anh em. Xiên. Đánh thường. Chết. Ok. Ốp. Rất kỳ lạ. Cái mình cần. Ok, check xem ai có thương không nhé. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Một bạn để thương đáy thôi anh em ơi. Ok, hết để thương này là được. Ok. Oh. Oh. Lại tự nhiên lại. Oh, bình tĩnh. Xoay được anh em ơi. Nào nhở. Anh này bỏ được rồi này. Narcot này. Voi này bên tố gần đủ. Zil. Bỏ này. Bán thân. Ô quên một con bạn bán thân đâu rồi. Không sao anh em ơi. Xoay cái bài liền. Trận này thắng là mình vẫn ok này. Cố gắng lên. Rồng thổi phát nữa. Phát chí mạng nào. Thần. Này không sao em ơi. Có con voi 2 bất ngờ quá thế này. Thì chúng ta đã xoay được bài rồi. Zil này. Vẫn thiếu cái gì nhỉ. Lumbu à. Ừ. Rồng. Tuôn đi. Tuôn đi. Có hắc ám luôn vào luôn đi.
Mình đang không cần nguyên tố lắm anh em ấy. Ám vào luôn đi cho chuẩn bài, chuẩn form đi. Narcot, Narcot mình muốn Narcot ở đây. Các bạn để thương đáy thôi không? Ơ, lại bạn thương đáy đâu nhỉ? Thấy bạn để thương giữa rồi. Thế bắt con bên kia của mình thôi được. Bắt con dịu gì đấy, xong hai con rồng. Rồng còn 10 con, nắc còn 8 con. Gần rồng hơn gần nắc. Lên 8 mình sẽ cho nốt 2 hắc ám vào nữa là xong. Là bài này cũng chuẩn form đấy em. Không hề yếu nha. À, để cho con voi đi. Cho voi đi. Xuyên một phát không được. 6 máu. Xong bán thần. Trận này cần bán thần không nhỉ? Đây rồi. Bao nhiêu để lên? 26, 28 à? Lên luôn đi. Lên luôn cho an toàn anh em. Mình tính chậm một nhịp. Nhiều hơn mình nghĩ sao? Rìu này. Chúng ta cầm đồ. Bán thần mình có thể bán một con bán thần đi, tí nữa mình mới lấy lại cũng được. Rìu sang bên kia, lùm bùm sang bên này. Phong nguyên tố bán thần chuẩn này vẫn chưa ok à? Rìu ulti. Rìu giáp bổ mạnh em ấy. Rồi. Ulti được, ok. Form phép nhé. Rồi luôn. Rồi đỡ. Rồi đỡ. Ây da, sao tự nhiên lại chuẩn form thế nhở? Lung bùa này chắc bán tạm đi, tí nữa mình nghĩ sao. Dù mình vứt sang góc bên này nhé, để cho bạn kia bãi thương bãi bắt con lung bùa của mình. Uy tín lắm rồi. Mình này cũng uy tín lắm rồi. Không còn gì để chê rồi. Ước nguyện điều gì nữa mà bạn để chua bên này, bắt sang rêu bên kia, đổ sang rồng góc bên kia nhé. À một cái nhiều khi Azenka bay xuống mà nó ulti được. Nó cũng khá là bá anh em ơi. Con Azenka này. Azenka này cũng điên rồ phết đấy. Hôm trước có hay trận nào có trận thử. Ô, trận này may mắn đấy nhở. Chắc biết mình không chơi cờ, sắp không chơi cờ nữa hay sao ấy nhỉ? Bắt đầu Garena thương mình cho lắm đồ thế, nó cho lắm tướng thế. Bọn này để floor bên này thôi đúng không? Dùng 2 nắc 2 rồi thì còn làm gì nữa anh em, bây giờ lên 9 luôn thôi. Né cái thương bạn này ra thôi. Ngoài có thương nữa đúng không? Sao Garena lại thương mình thế nhỉ? Sợ thế nhỉ? Ây da. Dùng 2 nắc 2 rồi thì chính mình lên thêm một con rồng nữa cũng được. Chơi 2 rồng trận này luôn. Có lẽ nào không anh em? 2 rồng trận này cũng uy tín đấy. Mình có quyết thương. Kiếm thêm một ngọc đại nữa rồi mình chơi 2 rồng. Ây da. Thú vị thật. Thú vị thật. Hansuhi thú vị thật. Roll tiếp không anh em? Lên 9 luôn cũng được, lên 9 thì nó sẽ an toàn hơn, chuẩn bài hơn kiểu. Theo giáo án lý thuyết là lên 9 được rồi. Mình try on cho con voi đi. Nhiều cung đúng không? Một cung này, hai cung này, ba cung này. Nhiều cung ấy. Bán thần. Mình cũng muốn giữ cái giáp thống khổ lại. Mình cũng muốn giữ cả cái này, chắc là cho con khác được này. Mình cho con rồng đi. À con rồng cầm cái đồ này đi. Này mình sẽ cho con Zil tặng con gì đó. Con Azenka cũng được. Xuống dưới kia là nó chơi. Hoặc mình sẽ ném cho con nắc. Nắc cót à? Nắc cót được không ta? Cót nó không, mình nghĩ không ra đam nhiều lắm nhỉ. 2.000 đam này, 3.000 đam này. Hay cho Narcot nhỉ? Thì cho Narcot đi, Narcot trông uy tín hơn. Narcot tí đồ ăn chơi. Bạn nào gặp sao mình đây? Ui giời ơi, đen cho bạn quá.
Rồng vẫn còn 9 con này anh em ơi, không ai lấy thật ấy. Nghĩ khả năng mình tìm rồng tiếp đi. Tìm cái tí rồng nữa đi. Gen K Lilian. Nói chuyện ra trận này mình không thích đánh bán thần lắm, bởi vì mình có một cái thương này rồi thì mình thích êm, mình thích tích đam cho con rồng hơn cơ anh em. Chắc tí nữa mà ra một đống đồ nữa mà nó lại toàn đồ ngon thì mình cần con Lily, à đúng, mình cần con Illumia này. Nghĩ là suy nghĩ đi. Think. Mình sẽ chờ đến vòng khoảng 20-21 gì đấy, xong rồi nếu mà không ra đồ thì mình sẽ bán hai con này đi để mình tiếp tục roll lấy tiền roll nhé. Không biết đâu lên được con này 2 thì lại cân nhắc lại một lần nữa. Mình sẽ bỏ nguyên tố đi lấy bán thần vào. Nhưng mà voi 2 à? 2 biết đủ tanh không ta? Mình nghĩ không cần đâu anh em ơi. Cần đâu. Không cần đâu anh em ơi. Đi tìm rồng đi. Tìm rồng, tìm voi đi. Tám con rồng. Có khả năng có Narcot này rồi thì mình sẽ lên 9 thì mình cho con Narcot thêm vào đó nhé. Tìm rồng thì chắc phải để lần sau rồi. Bạn nào cầm rồng của mình đấy? Bạn này à? Bạn này. Có ai cầm rồng mình đấy nhỉ? 8 con rồng đúng không? Mình cầm 3 con thì mình phải có 2 con, 2-3 con lạc ở đâu chứ. Đây bạn này cầm này. Bạn này tí đi nữa là mình đi roll rồng là hợp lý. 2 rồng. Có đi Liana 2 con luôn này. Yeah. Có lên 9 rồi em ơi. Cứ bài basic mà đánh thôi. Mở đầu mùa mới bằng bài cơ bản nhất của đất này. Cũng bài nào cơ bản hơn đấy. Nguyên tố bắc ám. 150. 50%. Thường thì thương mình sẽ ném cho con Azenka là uy tín nhất nhá. Azenka xuống nó ulti cái chỗ ở dưới cũng đẹp. Còn ném cho con Liliana này xuống thì nó xuống nó cào cũng hay, nhưng mà bởi vì con này nó đang có 20, nó có 100 mana max thôi. Nên là mình nghĩ con đấy sẽ ulti sớm hơn là con Liliana. Nhưng Liliana cần 150 cơ. À thường mình chỉ lên Lily 1 thôi chứ cũng chẳng lên Lily 2. Lily 2 em phải ném đồ Lily mới khỏe. Thì đây, Ngọc Đại à, sách thánh à? À mình cần thêm một cái sách thánh đấy. Lên luôn không nhỉ? Bán Lily lên luôn rồi. Cũng chả vội lắm. Không vội lắm. Mình sẽ lấy cái sách thánh nhé, để mình cho con Voncat mình chơi nữa. Này mắc pinh rồi. Ừ. Thế và vừa mà đánh Lily thì bây giờ mình phải lấy hai đồ cho con Illumia. Mình phải lấy hai đồ cho con Illumia thì mình sẽ không có đồ cho con Voncat. Mà con Voncat mình có giáp bổng mận. Nên thực ra đánh Voncat vẫn ok hơn. Mà đấy không đánh Illumia là cũng sáng suốt. Thương bên kia này. Voi ulti này. Narcot bị ăn choáng nhỉ. Ulti được một phát. Rồi trời ơi. Thổi luôn, chết hết. Không sống được, không được sống. Con này dính truy hồn không nhỉ? Ây da. Hai vòng nữa mình lên 9 nhá anh em. Voi không ai lấy đâu. Thêm một mana đi. Đổi cho con voi đi. Mỗi bạn này đánh AD mình vừa gặp rồi đúng không? Sẽ để tạo cho con Narcot phát rồi mình sẽ ném cái này cho con voi nhé.
Nó có không cần lên 3 đâu. Hôm sau mình lên anh em ơi. 3 tài máu chắc không đi được đâu nhỉ. Chắc không có chuyện đấy đâu. À này, Azenka xuống đây này, sẽ ulti lên con Anduin. Hơi xấu tí. Ơ bắt con Yon này. Bắt con Yon này. Nó còn teo rồi. Không được. Ui rồi ôi, con rồng mình nó làm hết rồi. Đẩy hai máu chắc cũng đi sớm. Bạn cung thủ này cũng khỏe này. Càng đấy. Ok. Thì mình chơi game bạn cung thủ này. Cung thủ này sẽ mình sẽ cần ném một cái giáp thống khổ với bạn ấy nhỉ. Cái đồ này mình ném cho ai? Đồ này mình ném cho rồng, cái này ném cho con cát. Đó, xịt à. Đấy rồi. Rồi rồi. Men đứng dưới. Giáp của mệnh ném cho Volcat này, sạch thành ném cho Volcat này. Ờ gì nữa nhỉ? Pitch này ném cho rồng này. Và cái giáp thống khổ này mình sẽ ném cho con voi. Và mình sẽ cố gắng lên con voi 3 bây giờ. Anh K đi. Thương mày vẫn để bên kia thôi. Một con voi này, thêm một con voi nữa được đấy. Thêm luôn. Hay da. Ây da. Rồi gặp đúng bạn này luôn. Có cái giáp thống khổ liền anh em ơi. Nó thống khổ liền. Mà con mình có làm được việc không? Cũng được việc, cũng được việc. Không chết được con voi mình đi xuống đây. Con Yon này nó sấy vào con cát mình rồi. Phải làm sao, tôi phải làm sao. Đúng rồi, sấy vào voi đi, đúng rồi, phải sấy vào voi đi các bạn ơi. Con cát đi xuống dưới kia, ok. 10 điểm. Sấy vào voi đi, cứ sấy vào voi đi bạn ơi. Ôi chắc con cát này khỏe thế. Ế. Ế. Con cát này cũng hơi khỏe nhá anh em nhá. Ây, thôi thôi. Hết tiền rồi. Nó hết tiền rồi. Nào. Chờ một tí rồi mình cho bạn kia vào sau nhé. Bạn này thì... Bạn này thì... Con cát mình nó làm việc hết anh em ơi. Cát mình làm việc góc này. Bạn AD kia mình sẽ tìm cách xử lý với con Yon của bạn này. Sẽ... đảo con rồng ra giữa để mình thổi con cát sớm anh em ơi. Bạn này mới chuồn chuyển con thên sang bên này này. Chuồn à? Chạy à? Ấy à, cũng đau đớn đấy nhỉ. Rồi, bạn này mà phải được các bạn AD thì ngon. Ê, bạn AD bị vả rồi này, thế mình gặp bọn bạn kia thôi. Ơ, hai. Rồi luôn. Thế thì mình gặp bạn kia thôi. Tạm hai bạn này lên. Có gì. Chờ tí mình cho Lily nó vào nhanh nhé. Nó tăng sót tướng thì sao nhỉ, cho thêm bán thần vào được. Tăng sót tướng cho thêm bán thần vào. Bạn này không có thương. Bạn này không có thương nữa. Được đấy. Xem ta. Lần thứ nhạc đôi mắt em giờ mình mất anh đang ngồi trên tim đàn. Thêm cái truy hồn nữa nhé. Thêm cái truy hồn không? Nó đủ cho ấy này. Thôi được rồi, không có thêm gì thì mình sẽ cơ bản là mình đi lên thôi. Vừa khít. Vừa khít. Này cho con cát. Dọc ra con. Ok. Và Lily. Bây giờ bạn này thêm bên kia đúng không? Đảo góc là xong. Bạn này để thương bên này nữa. Ê, pha này chạy thật là nhanh này. 5 4 3 2 1 0. Chạy được góc này rồi này, thêm sang thương góc kia này.
Con cáp nhảy này, thêm không chơi được game này. Ok ha. Ok ha, con cáp nhảy phát nữa. Ok ha. Con cáp nhảy phát nữa, không chơi được game thế ơi. Đừng chơi game thế ơi. Rồng mình đứng góc này không ai chạm được vào luôn này em ơi. Ok đấy, ăn truy hồn, ăn choáng, các thứ đi. Sống dai dữ vậy bạn. Gì sống dai dữ vậy. Thêm được tí tiền không anh em? Cần gì nhỉ? Cần một cái đồ mana nữa đi. Cho con... Mình để tới một cái choi này để đề phòng con Volcat mình ấy. Con Volcat mình bị làm phiền. Ờ được cũng được. Liliana. Biết đổi ra một con Lily 2. À Volcat 2, Volcat 2. mình sẽ ném cái Volcat này sang cho con Zenka nhé. Zenka ở dưới làm việc cũng khá là ok. Chạy góc nào đây bạn ơi. Bạn chạy góc nào. Chạy không? Chạy à? Chạy góc này à? Chạy góc này đành đành phải để rồng ra giữa thôi, không còn cách nào khác. Nhưng mà rồng mình khạc vào con cá bạn kia kìa. Khó. Khó của Nam Cường. Khó của Nam Cường luôn anh em. Thêm một Lily 2 để cho nó đẹp bản đồ. Khó của Nam Cường. À. Vậy thôi, viết mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.